thiếu nhi của lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức. Trong dịp Giáng sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2018 vừa qua, gia đình Trần Huỳnh Duy Thức và một số cá nhân chống đối ăn theo đã quảng bác tập thơ thiếu nhi vừa yên chui của Thức để đánh bóng tên tuổi Thức và công kích nhà nước. Từ năm 2009 đến nay, trong lúc thi hình án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã làm một số bài thơ để chuyển ra ngoài qua những bức thư gửi gia đình trong năm 2018, một nhóm gồm gia đình và bạn bè của Thức đã biên tập chúng thành một tập thơ mang tên Thương ơi là thương của tác giả tên là Trần, rồi xin giấy phép xuất bản tại nhà xuất bản hội nhà văn. Do không chứa các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tập thơ này lọt qua khâu kiểm duyệt và được ấn hành. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2018, nhóm chủ xướng lập fanpage mang tên Thương ơi là thương để quảng bá cho cuốn sách Fanpage Thương ơi là thương và Lê Bảo Nhi phụ trách phân phối sách ở trong nước, trong khi các thành viên của nhóm thức phụ trách phân phối sách ở nước ngoài. Sau đó đến dịp Giáng sinh, một số nhân vật chống đối như Lê Việt Kỳ Nhi, Lê Công Định, Nguyễn Thúy Hạnh, Chu Vĩnh Hải đã mở một chiến dịch truyền thông rầm rộ để ca ngợi tập thơ thiếu nhi của Trần Huỳnh Duy Thức, đồng thời đánh bóng tên tuổi của Thức. Trong các bài viết, họ đồng loạt mô tả Thức như là một vị thánh đầy tình thương lòng vị tha và đức hy sinh đến nỗi dù bị nhà nước bắt đi tù ông vẫn chỉ làm những bài thơ về yêu thương thay vì thù hận họ cũng viết rằng tập thơ thiếu nhi của thức đánh dấu sự ra đời của một nền giáo dục mới trong đó tất cả trẻ em đều được giáo dục về tình thương và sự bao dung khiến cho cả xã hội tất yếu trở nên tốt đẹp những lời ca ngợi mà họ dành cho tập thơ của thức thường có phần cường điệu và mang dấu hiệu của bệnh sùng bái cá nhân chẳng hạn Chú Vĩnh Hải đã mô tả tập thơ của Thức như sau: Có thể nói thơ ca Việt đã không có đất sống trong tâm hồn người Việt. Trong hoàn cảnh éo le ấy, một tia chớp đã xuất hiện trên thi đàn Việt như một niềm kinh dị. Lê Việt Kỳ Nhi thì khen rằng nội dung của sách thật tình là một ngọn đuốc trí tuệ, là tấm lòng bao dung dù được viết từ trong bóng tối lao tù. Đọc hết sách, tôi đã mỉm cười nghe điểm vui rạt rào. Tôi thì ý nghĩa của chiếc chống đồng bao dung đa nguyên và bình đẳng. Tôi tin rằng đây là một quyển sách vô giá của nền giáo dục Việt Nam từ khi nó chào đời cho đến cả trong tương lai. Trong khi đó, Lê Công Định viết, Đọc thi phẩm của Trần Tiên Sinh, tôi mang cảm giác phiêu bổng thư thái trong tâm hồn như thỏa xưa đọc danh tác Hoàng Tử Bé nổi tiếng. Trong bài viết của mình, Lê Công Định cũng tuyên bố rằng mình tham gia nhóm biên tập, phát hành tập thơ thiếu nhi của Thức. Sau khi đọc một số bài thơ của Thức và những bài viết ca tụng, Tôi hiểu vì sao giới trung cộng Việt Nam lại khen tập thơ này. Lý do là họ rất ít đọc sách. Chẳng hạn, nếu Chu Vĩnh Hải hiểu biết hơn về thi đàn Việt Nam trong 20 năm trở lại đây, ông sẽ biết rằng sách thơ từng không ế ẩm trong cơn sốt thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh, phong trào thơ hậu hiện đại, hoặc lần vẫn xuất bản tập thơ của một số tác giả nước ngoài như Goethe và Rumi. Nếu Lê Công Định từng đọc Đạo Đức Kinh hoặc Lã Thị Xuân Thu, định sẽ thấy bài thơ con cóc của thức về quy luật cân bằng chỉ là một bản sao thô vụng của một kẻ học có không đến nơi đến chốn. Trần Huỳnh Duy Thức xứng đáng được giới chống cộng sùng bái, nhưng là với tư cách của một thằng trột làm vua xứ mù. Vậy, Trần Huỳnh Duy Thức có phải là một tấm gương về tình yêu thương, lòng bao dung và trí tuệ mà thiếu nhi Việt Nam nên học tập hay không? Chúng tôi xin trích đăng một số lá thư mà Thức gửi gia đình để độc giả tự cảm nhận, rồi tự trả lời câu hỏi đó. Về tình thương, trong bức thư đầy ngày mùng 9 tháng 7 năm 2014, Thức đã tự hào kể về một trò chơi yêu thích của mình hồi nhỏ như sau. Hồi nhỏ lúc 10 tuổi, ở ngoài ruộng anh bé kẹt đi chăn bò, em rất thích chơi trò điều khiển đàn kiến, em hoàn toàn có thể tạo ra trước những định mệnh cho chúng, muốn chúng phải rời tổ từ nơi này đến nơi khác được định trước, muốn chúng phải gặp hỏa hoạn hay lũ lụt hoặc bão tố thì thật dễ dàng bắt con kiến chúa rồi điều kỳ hiển nó để buộc cả đàn kiến theo ý mình. Em có thể tạo ra những quy tắc mà cả đàn kiến phải tuân theo. Về trí tuệ, ông Thức từng dùng sấm trạng trình để dự đoán tình hình kinh tế chính trị của Việt Nam. Chẳng hạn, trong cùng bức thư vừa nêu, ông viết, sau khi em đọc tịch quyến tiểu thuyết lừng lẫy thế giới, bật mã The Vinci của Dan Brown, thì nó truyền cảm hứng cho em về cách thức giải mã thông điệp của người xưa từ sự liên kết các biểu tượng, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo. Nhờ đó, em tìm ra được một cách thức riêng của mình để giải mã những thông điệp ở trong sấm trạng trình. Bức tranh đầy đủ cho toàn bộ sấm có chứa đựng những vấn đề toàn cầu hóa, đáng kinh ngạc hơn nhiều. Có những ý tưởng em đã nghĩ ra trước rồi tìm thấy sự tương đồng trong sấm nhưng cũng có những ý tưởng mà nhờ sấm em mới phát sinh ra. Dựa vào sấm trạng trình, Trần Huỳnh Duy Thức từng đoán rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ vào năm 2010, khi đó, Thức và Lê Công Định sẽ phất cờ nổi dậy để trở thành minh chủ của cách mạng thay đổi thể chế. Mới đây, Thức lại dự đoán rằng chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ, khiến cả thế giới phải thay đổi thể chế chính trị theo ý Mỹ và khiến Việt Nam phải thả thức trước thời hạn. Tuy nhiên, vì những sự đoán này đều không thành hiện thực, dường như trí tuệ của thức cũng không cao lắm. Khi biết lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức vừa viết một tập thơ thiếu nhi được giới chống cộng đồng loạt ca ngợi, tôi chợt nhớ đến cảnh mộ dung phục làm vua của đám trẻ con, không biết thiếu nhi Việt Nam có thích thơ của thức không, hay chỉ các ông bà chống cộng mới thích.